Tại Việt Nam cũng như hàng năm, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết bắt đầu gia tăng từ tuần 30 và tăng cao từ tuần 35, tức là đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 10 và tháng 11. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo nhiều biện pháp quyết liệt đồng bộ để khống chế số ca mắc, hạn chế tối đa số người tử vong. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức cho công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết vẫn còn. Theo cục y tế dự phòng Bộ Y tế trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước ghi nhận trên 65.000 trường hợp mắc, 7 ca tử vong, giảm 65,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tử vong giảm 32 trường hợp, giảm 82%. Tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết của cả nước 8 tháng từ đầu năm 2020 là 0,01% thấp nhất trong 10 năm qua và thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Philippines là 0,36%, Malaysia là 0,16%, Lào là 0,22%. Tuy nhiên, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết có chiều hướng gia tăng từ tuần 30. Dự báo thời gian tới tiếp tục ghi nhận số ca mắc và có thể có ca tử vong do đang vào thời điểm thuận lợi cho vectơ truyền bệnh, phát triển theo diễn biến dịch tễ hàng năm. Qua đánh giá, các dụng cụ chứa nước có long quăng, bọ gậy trong các hộ gia đình rất đa dạng và phong phú. Có trên 30 loại, trong đó ổ bọ gậy nguồn tại các khu vực tập trung chủ yếu là dụng cụ chứa nước sinh hoạt, lưu khạp, phế thải, chậu cây cảnh, lọ hoa, hòn non bộ, lốp xe, vỏ dừa, xô chậu, thùng phi. Mặc dù ngành y tế đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết dự báo sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Hiện đang vào mùa mưa, dịch bắt đầu gia tăng, đạt đến đỉnh vào khoảng tháng 10 tháng 11.